Nằm trong các hoạt động chào mừng 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 năm 2024, chiều ngày 14 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Thanh Liên phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Công an xã Thanh Liên tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng với chủ đề Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học. Trước lúc bước vào hội thi, các thầy cô giáo và 385 em học sinh đã được nghe đội cảnh sát giao thông Công an huyện tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ để các em biết và chấp hành tốt luật an toàn giao thông, nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của bản thân gia đình và xã hội. Tham gia hội thi Rung Chuông Vàng có 100 em học sinh đến từ các khối lớp. Các thí sinh cùng tranh tài về kiến thức với nội dung chủ yếu xoay quanh luật giao thông đường bộ, các nghị định chỉ thị của chính phủ về an toàn giao thông đường bộ, xử lý tình huống khi tham gia giao thông và kỹ năng sống, các nội quy quy định luật an ninh mạng. Các thí sinh ngồi vào sàn thi đấu theo số báo danh đã được ban tổ chức phát. Chương trình lần lượt đưa ra 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 15 giây để suy nghĩ và trả lời. Thí sinh trả lời vào bảng, nếu trả lời đúng thì tiếp tục ngồi lại thi đấu. Nếu bị sai bị loại thì bước ra khỏi sàn thi đấu ngoài và lồng ghép các phần thi dành cho khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất và trao giải cho 4 em thí sinh trả lời đến câu hỏi cuối cùng. Đây là sân chơi bổ ích và thiết thực để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, qua đó góp phần giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống, nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông và bạo lực học đường trong trường học.